Thưa các đồng chí, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, thưa quý khách quốc tế, thưa toàn thể đồng chí đồng bào. Hôm nay chúng ta vui mừng có mặt tại đây giữa lòng cố đô Huế thanh lịch, hiền hòa, mến khách, nơi có dòng sông Hương thơ mộng, vùng đất giàu truyền thống văn hóa và đấu tranh cách mạng, để tham dự lễ khai mạc EPCON Huế lần thứ 8 năm 2014 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới quý vị đại biểu, các đoàn nghệ thuật, các nhóm nghệ sĩ đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ của năm châu lục.
rộng